Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với kênh YouTube của Thế Ống Nước. Trong thời gian vừa qua, có một số khách hàng thắc mắc rằng liệu lọc tẩm của Thế Ống Nước có phải chỉ sử dụng cho nước máy hay không? Thì trong video ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này. Lý do chúng ta phải lọc nước bởi trong nước có rất nhiều mối nguy hại cho sức khỏe nếu không xử lý. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu xem trong nước có những gì, những vấn đề gì gây nguy hại cho sức khỏe. Từ đó chúng ta mới đi tìm những giải pháp phù hợp và ưu việt nhất để giải quyết những vấn đề đó. Những tạp chất gây nguy hại cho sức khỏe ở trong nước sẽ được chia làm 4 nhóm chính sau. Nhóm thứ nhất là những bùn đất rỉ sét, những cái cặn bẩn lơ lửng ở trong nước mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhóm thứ hai chính là những cái độc tố hóa học ở trong nước, ví dụ như là clo, dư lượng phân bón thuốc trừ sâu. Nhóm thứ ba chính là nhóm vi sinh vật ở trong nước, bao gồm có virus, vi khuẩn, rong rêu, trứng run, trứng sán, tảo biển. Và nhóm cuối cùng chính là nhóm những kim loại nặng ở trong nước như là đồng, chì, arsen, thạch tín và các cái kim loại nặng khác. Hiện tại, Thế Giới Ống Nước đang cung cấp những bộ lọc tổng xử lý những vấn đề ở trong nguồn nước sinh hoạt theo dạng module. Mỗi module khác nhau sẽ xử lý một vấn đề khác nhau. Cột lọc số 1 sẽ giúp anh chị xử lý cái cặn bẩn, bùn đất, rỉ sét, rong rêu, tảo biển ở trong nước. Cột lọc số 2 sẽ giúp chúng ta xử lý những độc tố về hóa học như là clo, phân bón, thuốc trừ sâu. Cột lọc số 3 sẽ giúp chúng ta xử lý nước cứng mà không cần làm mềm nước. Và cuối cùng là cột lọc số 4 sẽ giúp chúng ta xử lý những nhóm vi sinh vật ở trong nước như là virus, vi khuẩn, trứng run, trứng sán. Vì thế chúng ta cần phải xác định những cái vấn đề trong nguồn nước và những vấn đề anh chị muốn giải quyết để có thể lựa chọn cho mình một model phù hợp với nhu cầu của gia đình. Ví dụ, các anh chị muốn xử lý những cái độc tố về hóa học như là clo, phân bón, thuốc trừ sâu thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái modem có cột lọc số 2. Anh chị muốn tiêu diệt những cái loại vi khuẩn, virus trú ngụ ở trong nguồn nước, chúng ta sẽ phải sử dụng những modem có cột lọc số 4. Và ngoài ra thì những cái cặn bẩn, bùn đất, rỉ sét, rong rêu thì gần như nguồn nước nào cũng có, nên chúng ta luôn luôn cần có cột số 1. Đối với nhóm kim loại nặng, không phải nguồn nước nào cũng có và đa phần các kim loại nặng đều không thể nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy chúng ta cần phải mang nguồn nước đó qua các cơ quan kiểm tra để kiểm nghiệm chính xác và từ đó sẽ có những giải pháp phù hợp để xử lý cái kim loại nặng này. Và sau khi xử lý xong, chúng ta có thể lắp lọc tổng của Thế Ống Nước để sử dụng bình thường giải quyết những cái vấn đề khác ở trong nguồn nước. Hy vọng với những thông tin kể trên có thể giúp cho các anh chị chọn được một lọc tổng phù hợp cho gia đình và trả lời được câu hỏi liệu lọc tổng của Thế Ống Nước có phải chỉ dùng cho nước máy hay không. Xin cảm ơn.